Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Và ngày hôm nay Đức Tuân xin giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một video hướng dẫn kỹ thuật nữa với dòng vang số của mang thương hiệu BK Sound. Đó chính là mẫu vang số BK Sound X6 Luxury. Và cụ thể sản phẩm này xử lý là ra làm sao, sử dụng như thế nào, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi vào video ngày hôm nay. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và đây chính là giao diện khởi động của máy. Về dòng vang số X6 Luxury này, chúng ta sẽ có 3 đường micro ở đằng trước và sẽ có thêm 2 đường micro ở mặt sau, và sẽ có từng volume chỉnh cho âm lượng từng micro một nếu quý vị và các bạn sử dụng nhiều dòng micro. Ở đây thì nó sẽ có phần mắt IR là để sử dụng cho điều khiển từ xa. Đây chính là màn hình hiển thị này, chúng ta sẽ có thể thấy rõ ràng thông số của nhạc này, mic hay là echo. Phần FBE này là phần chống hú này, in 1 hiện tại đang là đường nhạc vào. Và hiện tại nó báo unlock này là nghĩa là nó đang mở khóa, quý vị các bạn có thể điều chỉnh dễ dàng thông qua những bàn phím ở đây. Phần phím control này thì thoạt nhìn thì chúng ta sẽ không thấy nó có tác dụng gì, nhưng mà khi chúng ta có thể sử dụng vào trong những cái này thì quý vị các bạn có thể điều chỉnh cho nó thông số sao cho nó phù hợp nhất. Ở phía bên này chúng ta sẽ có những phần tổ hợp phím này, lên xuống hay là nút thoát này. Bên này thì sẽ sâu hơn một chút, đó là những phần đường của mic này, đường main tín hiệu này, đường system đấy. Effect nó chính là tiếng echo vang vọng đấy ạ. Đường sub này hay là gọi cấu hình, quý vị và các bạn có thể gọi cấu hình qua đây này, hay là chúng ta có thể lưu lại cấu hình qua nút này. Đây là nút surround này và nút music tổng đấy. Ví dụ như ở đây tôi bấm như này, nó sẽ hiển thị ra một phần work mode này. Tôi sẽ bấm tiếp nhé, nó sẽ hiển thị thêm một số phần như là HPF là chế độ high pass filter. Những cái đường tín hiệu equalizer này, music này. Hiện tại thì được cái đường số 1 nó đang ở 231 Hz này, và độ nhạy nó đang để là 2.4 decibel. Q này là cái độ co giãn. Cái này thì một lát nữa ở trên phần máy tính tôi sẽ chỉ cho quý vị các bạn rõ hơn về phần này. Khi chúng ta bấm tiếp thì nó sẽ có đây. Ví dụ như mình sẽ bấm, tôi sẽ bấm xuống này, lên đúng cái phần PEQ này và chúng ta điều chỉnh, thì chúng ta sẽ có thể là lấy được những cái phần equalizer khác nhau, những cái giải equalizer khác nhau, và tổng đường nhạc của con này sẽ có 9 giải. Tương tự như vậy với đường mic này, chúng ta sẽ có phần compressor, phần nén, máy nén tín hiệu, hay là một số phần nữa như là HPF này, feedback này. Feedback này là chống hú nhá. Đấy. Cũng như những cái phần chỉnh equalizer của dòng micro thì chúng ta cũng có thể là điều chỉnh tìm những cái giải equalizer này, hay là chúng ta có thể tăng giảm cái độ nhạy mà chúng ta đang sử dụng cho cái giải đấy. Đấy, có thể điều chỉnh luôn cả tần số quý vị các bạn nhé. PEQ này là tần số của equalizer này, gain là độ nhạy, Q là độ co giãn của equalizer, và 5 này là đây là tên của equalizer thôi, số thứ tự của equalizer. Cái này thì nó sẽ cũng tương tự với đường sub này, đường surround, và ở đây nữa chúng ta sẽ có đường effect nữa. Effect này thì quý vị các bạn có thể điều chỉnh về phần echo này. Hiện tại đây echo level này, direct level này, echo này, pre delay, HPF này, LPF này, high pass filter và low pass filter. Chúng ta cũng sẽ phần có cũng sẽ có phần delay và repeat. Đây nó sẽ có delay này, pre delay này. Những cái này thì quý vị các bạn có thể điều chỉnh thông số sao cho phù hợp với bộ dàn nhà mình. Những cái thông số này nếu mà phần pre delay này và phần delay này chúng ta chưa biết thì quý vị các bạn có thể để mặc định là 0%, tất cả đều là 0% nhé. Đấy ạ. Đấy là thông số cơ bản thôi. Còn bên này thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh gọi thêm cấu hình. Nó sẽ có 3 cấu hình để quý vị các bạn có thể điều chỉnh, có thể gọi. Đó là cấu hình M1, M2 và M3. Bên này thì là đường USB để kết nối với máy tính thôi. Và cũng tương tự ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một số cái đường tín hiệu cơ bản. Đây ạ. Chúng ta sẽ có đường cổng quang này, hai đường in 1 và in 2. Với dòng vang số X5 và X6 Luxury này thì đường cổng quang này quý vị các bạn sẽ không chọn được, mà khi mà mình cắm vào nó sẽ tự động nhận diện và nó chỉ sử dụng một đường duy nhất này thôi. Chúng ta sẽ có đường rec này, output, đường thu âm. Đấy, hay là đường main left right này, nếu quý vị các bạn chỉ sử dụng một cặp loa thì chúng ta sẽ nên cắm vào đường này, MR và ML. Loa lời thì có thể cắm vào đây, hoặc là loa surround này chúng ta sẽ cắm vào hai đường này. Đấy, đây là đường loa subwoofer. Đó, bên này chúng ta sẽ có thêm hai đường micro nữa. Đấy, là mic 1, mic 2, tổng sẽ là 5 đường.
cùng với những cái quạt thông gió này, nút công tắc nguồn bật tắt và dây jack cắm nguồn thôi. Vâng, và sau đây thì xin mời quý vị bạn hãy theo dõi thông qua màn hình máy tính. Ở phần bên này thì chúng ta sẽ có phần là gọi những cấu hình đã lưu sẵn vào. Đó, bằng cách là chúng ta sẽ chọn những cấu hình đã sử dụng này và nhấn vào Load Data to Device là có thể gọi được cấu hình SAM ra máy tính. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể lưu lại cấu hình bằng cách là thay đổi tên ở dưới Backup File Name này và nhấn lưu vào file. Đây tôi sẽ xóa một chút đi. Rồi, và lưu lại này. Đấy, là nó sẽ tự động nó sẽ lưu vào phần máy tính của mình. Bên dưới này thì là những cái mode cấu hình karaoke. Hiện tại thì con này nó sẽ có 9 cấu hình cho quý vị các bạn lựa chọn và chúng ta có thể là nhấn vào đây và chuyển sang bên này để có thể sửa tên. Đây ạ. Và sau đó chúng ta sẽ lưu lại để có thể là giữ lại cái tên đấy và nó sẽ tự động lưu vào máy thôi. Nếu quý vị các bạn muốn gọi cấu hình ra thì chúng ta sẽ chọn đúng cái cấu hình mà mình cần và nhấn vào Call Device Mode này. Nó sẽ hiển thị ra. Đây. Vừa rồi tôi đã gọi một cấu hình chưa sử dụng gì, chưa điều chỉnh và nó sẽ gọi ra cấu hình y hệt như vậy. Ở phần Music chúng ta sẽ có 9 equalizer, đấy, 9 băng tần để quý vị các bạn có thể lựa chọn này. Đấy, nó sẽ có từ 1 đến 9 như này. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần filter thì chúng ta sẽ có thể cắt được đây, những cái kiểu cắt này. Ví dụ như LS thì chúng ta sẽ cắt nghiêng về phần bass nhiều hơn. HS thì chúng ta sẽ cắt nghiêng về phần treble. Đấy, và thông thường mặc định thì chúng ta sẽ để P. Gain này là giá trị độ nhạy của equalizer. Chúng ta có thể tăng giảm thông qua là sử dụng con trỏ chuột hoặc có thể kéo trực tiếp. Phần FEQ này là phần tần số hiện tại đang ở 37.9 Hz. Chúng ta có thể di chuyển lên những cái tần số cao hơn hoặc là thấp hơn. Phần Q này, giá trị Q này là độ co giãn của equalizer. Ví dụ như khi tôi đã giảm cái con equalizer số 1 này 35.8 Hz xuống 5.4 âm 5.4 dB thì nó sẽ mở rộng như này, nhưng mà khi quý vị các bạn tăng giá trị Q lên thì nó sẽ thu hẹp dần, thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn tới những cái phần bên cạnh như này. Ví dụ như hiện tại nó đang ảnh hưởng đến khoảng 62 này và đây là khoảng 20, và khi tôi có thể thu nhỏ lại nữa thì nó sẽ càng ít ảnh hưởng và chỉ đánh vào trọng tâm mà chúng ta muốn điều chỉnh thôi. Cũng tương tự như phần những cái đấy, và chúng ta có thể là điều chỉnh thêm ở những cái phần equalizer số 2 đến 9 và điều chỉnh thêm theo bộ loa nhà mình. Bên này thì chúng ta sẽ có phần high pass filter là cắt những cái phần tiếng bass không cần thiết này. Đấy, quý vị các bạn có thể cắt như này, và những cái phần cắt như này thì chủ yếu mình sẽ cắt trên loa main là chính nhá. Music gain là độ nhạy của đường nhạc, ví dụ như đường nhạc của quý vị các bạn quá nhỏ thì chúng ta có thể là tăng cái độ nhạy ấy lên và tăng có thể là từ 0 đến 6 dB. Bên trên này thì chúng ta sẽ có thể là chọn đường nhạc vào này, đường Music 1 và 2. Con này là tự động mặc định cổng quang nên quý vị các bạn cắm cổng quang là sẽ tự động mặc định, chúng ta không thể điều chỉnh hai cái này nữa. Nếu mà dùng AV thì có thể điều chỉnh giữa 1 và 2 này. Phần bên dưới này là EQ Bypass và EQ Reset. Khi mà Bypass ấy, thì quý vị các bạn những cái thông số này sẽ về thông số mặc định hết và không có thể điều chỉnh được. Đấy. Còn về phần Reset này, nó sẽ tự động về mặc định luôn. Nó sẽ khác nhau ở cái điểm nào? Khi quý vị các bạn bypass như này thì những cái phần equalizer quý vị các bạn điều chỉnh thì nó sẽ vẫn còn ở đây. Đấy, nó sẽ cho quý vị các bạn nghe những cái thông số mặc định và mình có thể so sánh giữa thông số mặc định và thông số sau khi đã chỉnh. Reset thì quý vị các bạn sẽ mất luôn cấu hình mà chúng ta vừa chỉnh đi. Đấy. Bên này thì sẽ có thêm mục là RTA On và RTA Option. Cái này nó sẽ sử dụng micro của máy tính luôn. Khi quý vị và các bạn chọn RTA Option này thì chúng ta sẽ có nhiều phần lựa chọn này. Ví dụ như chọn phần Audio In và Audio Out thì thông thường thì chỉ sử dụng trên máy tính thì chúng ta sẽ không cần đến những cái phần này, hay là những cái phần RTA này. Cái này chỉ là sử dụng tham số để tham khảo thôi. Quý vị và các bạn có thể nhấn vào Spectrum này và bật nó lên. Đấy, khi mà bật lên rồi ấy, nó sẽ lên một cái dải equalizer như này. Đấy, bật tắt thì quý vị các bạn có thể tắt luôn ở ngoài này hoặc bật luôn ở ngoài nhé. Thì cái này thì nó sẽ có ưu điểm hơn là quý vị các bạn cắt zip của mic. Chẳng hạn như mình không có máy đo chẳng hạn, thì mình cắt zip của mic mình có thể sử dụng thông qua những cái mic RTA này. Đấy, ví dụ như tôi vừa xì xì đấy, nó sẽ ở cái khoảng này chẳng hạn, thì chúng ta có thể là tham khảo vào đó luôn. Cũng tương tự thôi, như ở bên của micro này.
chúng ta sẽ có những cái giải equalizer từ 1 đến 15 cho quý vị các bạn có thể lựa chọn cũng như là điều chỉnh sao cho hợp lý nhất. Đấy, ở đây chúng ta cũng sẽ có phần HPF này sử dụng cho phần cắt tiếng của mic. Cắt tiếng của mic này thì thông thường thì tôi sẽ cắt khoảng từ 40 cho tới 50, cũng tùy theo cái không gian phòng và tùy theo những dòng loa mà chúng ta sẽ cắt khác nhau. Phần bên trên này là phần feedback. Đấy, nó sẽ có những phần feedback từ 1 cho đến 8. Thì trung bình sẽ để khoảng tầm độ 4-5, hoặc là để cao hơn thì quý vị các bạn có thể để lên 5 hoặc 6. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà mình tăng cao như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng lên tới những cái giải của mic, cũng như hát nó sẽ hơi bí một chút. Đây tôi sẽ thử tính năng RTA thông qua một mic luôn. 1, 2, 5, 5, 6, 6. Đây ví dụ như máy nó đang báo ở giải này nó cao đúng không? Tôi sẽ thử cắt hai giải này nhé, hai giải của tiếng bass này. 5, 6, 6, 7. Âm thanh nó sẽ khác nhau rõ rệt luôn. Nếu mà quý vị các bạn có thể sử dụng thông qua máy tính này thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó dễ hơn nhé. Đấy, cũng như là cắt zip của mic này. Tôi sẽ thử tăng một vài điểm cho nó thử zip thử nhé. Đây, ví dụ như giải này đang bị cao này. Đây, tôi sẽ cắt thử xuống này. Đấy, nó sẽ bớt luôn. Tuy nhiên thì tăng này thì chỉ là tăng để tham khảo thôi quý vị các bạn nhé, không phải là tăng để điều chỉnh đâu. Mình điều chỉnh như này thì nó sẽ dễ bị ảnh hưởng tới phần mic nhé. Bên phần compressor này thì nếu mà quý vị các bạn đã sử dụng chuyên nghiệp rồi thì mình mới nên sử dụng phần này. Còn thông thường thì cứ nên để mặc định nhà sản xuất. Tương tự như ở phần echo này, chúng ta sẽ có những cái phần căn bản là echo level này, echo direct level này. Đấy, echo level là phần âm lượng của tiếng echo. 5, 6. Đây tôi sẽ cắt phần reverb đi này. Alo, 5, alo, lơ. Phần direct này là cho cái âm lượng mic vào ấy, cho cái tiếng mic, cho độ thật hay là độ nịnh của echo là do cái này. HPF và LPF nó là phần cắt tiếng bass, cắt tiếng bass và chép của phần echo. Thì nó cũng tương tự như phần cắt của mic pro thôi, nó sẽ có thêm phần LPF này. Quý vị các bạn có thể cắt tiếng chép sâu hơn đối với những cái dòng loa nó, ví dụ như mình sử dụng cả chép rời chẳng hạn, thì mình có thể cắt sâu hơn để cho nó đỡ bị ảnh hưởng cũng như đỡ bị tiếng xé nhiều. Đấy. Echo per delay này là khi quý vị các bạn nói ra cái tiếng echo nó sẽ ra luôn hay là ra sau khi nói bao nhiêu giây, bao nhiêu mili giây. Đây tôi sẽ tăng hơn hẳn này. Lên. Đấy. Thì những cái thông số này thì về phần echo này quý vị các bạn có thể tăng lên cao để mình có thể thử trải nghiệm. Và sau đó mình sẽ căn chỉnh lại sao cho nó phù hợp với lại cái bộ dàn nhà mình, sao cho nó phù hợp với cả cái giọng ca của mình nữa. Đấy. Echo delay time này là độ trễ, độ delay của cái tiếng echo, cái thời gian delay. Như tôi vừa tăng ấy, chúng ta tăng cái tần số này, tăng cái giải này càng cao thì cái độ trễ nó càng nhiều. Nhưng mà như vậy thì nó tạo cái tiếng rời rạc, mình hát không được hay, không được quyện. Thì trung bình thì sẽ từ 200 cho tới 230. Tuy nhiên nếu quý vị các bạn có thể điều chỉnh theo cái giọng của mình chẳng hạn, mình thích cái tiếng nó như nào thì có thể tùy ý điều chỉnh thông qua cái cấu hình cũng như là có thể điều chỉnh thông qua máy tính như này. Đấy, echo repeat này. Echo repeat này là độ ấy, độ lặp lại của tiếng echo. Mình muốn vang nhiều vang ít sẽ do cái này. Do cái này chủ yếu này. 5, 6, 6, 6, 6, 6. Hay là tôi sẽ giảm đi này. 5, 6, 6, 6. Đấy, nó sẽ ít đi. Còn phần bên dưới này, thông thường nếu mà quý vị các bạn chưa điều chỉnh sâu, chưa được biết căn chỉnh sâu thì nên để mặc định cái thông số này nhá. Ví dụ như tôi để ở 0 này. 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Tiếng nó sẽ hơi kiểu là hơi mono một chút. Đấy, ví dụ như khi mà chúng ta tăng lên này thì nó sẽ tăng cái hiệu ứng stereo. Nhưng mà tuy nhiên là cái này thì mình tăng vừa phải thôi, không nên tăng quá cao. 5, 6, 7. Đấy, nếu mà quý vị các bạn có thể thử được với cái bộ dàn nhà mình thông qua cái này thì có thể nghe rõ hơn. Nghe rõ hơn khi mà sử dụng qua mic thu. Đấy. Ở bên dưới này chúng ta sẽ có phần reverb music HPF và LPF. Nó là phần trộn reverb và tiếng nhạc. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta có thể trộn được tiếng vào ấy, nhưng mà nếu quý vị các bạn trộn quá nhiều hay là mình trộn cao quá chẳng hạn thì cái tiếng sẽ không được hay, cũng như là sẽ không được sắc nét nữa. Chúng ta chỉ nên, nếu mà muốn trộn thì chỉ nên trộn từ 1 cho tới khoảng tầm 3 đến 4% thôi.
Phần bên này thì chúng ta sẽ có phần pre-delay này, đấy, cũng tương tự như phần pre-delay bên này. Và phần reverb time thì có thể tăng giảm những cái thông số, ví dụ như thời gian reverb này, đấy, như ở đây là 3000 mili giây, trung bình sẽ khoảng từ 2600 cho tới 3000. Nếu quý vị các bạn muốn nó reverb, nó tiếng nó vang xa hơn thì mình có thể tăng thêm đấy. Phần bên này thì là phần bass và treble của reverb, mình có thể tăng giảm ở đây đấy. Phía bên main output này cũng tương tự như những phần khác, thì chúng ta sẽ có những cái phần equalizer này, cái này là 7 băng tần nhá. Music này, phần âm lượng gửi music vào này, gửi mic vào main này, gửi echo reverb vào main. Đấy thì thông thường ấy thì với mặc định của cái con này, nó sẽ phần reverb nó sẽ khoảng chỉ khoảng tầm 10% như này thôi. Nếu quý vị các bạn muốn cái tiếng reverb của mình bay hơn, muốn nhiều hơn thì mình sẽ phải tăng cái này lên nhá. Phần HPF này chúng ta sẽ có phần thể cắt cái tiếng của cắt phần bass của loa main. Bên dưới này thì là phần HPF Q, nó cũng tương tự như những cái Q ở đây thôi. Tuy nhiên là phần này thì quý vị bạn chỉ có thể sử dụng qua cái mode là user 12 và 24 dB thì mới có thể điều chỉnh được. Còn những cái phần bezel này, Butterwood hay là link này thì chúng ta sẽ chỉ cắt được một thể loại thôi. Đấy, những cái độ cắt sâu hay là cắt vát. Đấy, ví dụ như user này chúng ta sẽ cắt vát hơn một chút đúng không? Nếu quý vị các bạn có thể tăng giảm cái phần kêu ở đây sao cho nó phù hợp. Đấy, đấy là trong cái trường hợp mình có nhu cầu. Còn thông thường thì cứ để mặc định là như này. Và phần LPF cũng vậy, LPF thì thông thường thì tôi sẽ không cắt cái phần này đi. Tại vì khi mà chúng ta để như này này thì nó sẽ tối ưu được cái phần âm sắc, phần loa chép của một chiếc loa full. Đấy. Tương tự như ở bên dưới này chúng ta sẽ có phần LPFQ này hay là LPF mode cũng tương tự như ở phần trên thôi. Ở bên dưới này chúng ta sẽ có delay của loa trái và loa phải. Với một cái căn phòng nó không giống nhau, vị trí đặt loa khác nhau thì chúng ta sẽ thông qua cái phần delay này có thể là lựa chọn cho loa. Tuy nhiên cái này thì sẽ phải nghe thật rõ, nghe thật kỹ thì chúng ta mới có thể là nghe và hiệu chỉnh được. Cũng tương tự như thế thì chúng ta sẽ có phần điều chỉnh riêng của loa trái này, điều chỉnh riêng của loa phải, hay là chúng ta sẽ điều chỉnh chung của tất cả hai loa. Đấy, và ngắt tiếng từng loa một là ở bên này, LCS Mute này và RCS Mute. Đấy. Ở bên dưới này thì nó sẽ có phần limit, phần giới hạn đấy ạ. Đấy thì chúng ta sẽ có thể là cũng tương tự như phần compressor thôi. Chúng ta có thể là giới hạn âm lượng của chiếc loa main đến khoảng bao giờ. À, ví dụ như thông thường mặc định sẽ khoảng 14, nhưng mà chúng ta có thể là giảm xuống một chút để cho nó hạn chế ảnh hưởng tới loa. Đấy, giảm sâu hơn một chút chẳng hạn. Còn cái này là phần chế độ của phần limit thôi. À, quý vị các bạn muốn nhanh chậm thì sẽ do cái này. Đấy, nhanh này, đây là nhanh này, chậm và nhanh, trung bình và chậm. Đấy. Ở bên này là phần thời gian này, đấy, phần thời gian xả này và phần tỷ lệ. Đấy, tỷ lệ cho cái tiếng limit này. Chế độ thì ở đây chúng ta sẽ có hai chế độ là chế độ bình thường và chế độ auto. Tuy nhiên là chế độ auto này thì nó sẽ phù hợp với những cái phòng karaoke chuyên nghiệp hơn. Và chỉ có một vài dòng vang có thể là tự động chạy cái này thôi. Bên này cũng tương tự này, phần sync với echo. Echo là chúng ta có thể sử dụng chạy qua đường nhạc. Thì nó, đây, ví dụ như tôi chuyển sang đường echo này thì tiếng nhạc nó sẽ vẫn là 100%, nhưng mà mic, echo và reverb nó sẽ giảm đi. Mic và echo sẽ giảm còn 50 và reverb sẽ về bằng 0. Đấy, như đường sync thì nó sẽ cao hơn này, là chủ yếu là sử dụng cho karaoke. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có phần sub này, cũng sẽ có những cái 7 băng tần này, cũng sẽ có music, mic, echo này, hay là phần cắt hai HPF và LPF. Đấy, cũng như là có sẽ có delay này, ngắt tiếng này và phần limit như này. Cũng có những chế độ auto này, sync, echo này. Tất cả những cái này nó sẽ tương tự nhau. Cho đến phần center hay surround cũng đều tương tự quý vị các bạn nhé. Nó chỉ thay đổi là có một đường hay hai đường thôi. Center một đường thì sẽ có chỉ có một phần mute và không chỉnh riêng được. Đấy, như những cái phần khác nó sẽ có thêm loa trái, loa phải này, cả hai loa, hay là ngắt tiếng từng loa một, delay hai loa. Cuối cùng là phần system thì tôi đã vừa hướng dẫn quý vị các bạn ở đầu video rồi. Vâng, và vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho quý vị các bạn cách hiệu chỉnh chiếc vang số BK6 X6 Luxury này. Nếu quý vị và các bạn có thắc mắc hay là góp ý gì, hãy để lại comment dưới phần bình luận của video này. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Bảo Châu Lex và đừng quên nhấn nút chuông để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đặt hàng nhanh chóng qua tổng đài 1900 0255, thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Giao hàng tận nơi nhanh chóng, đổi hàng miễn phí trong vòng 7 ngày do sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 1900 0255 hoặc truy cập website baochaoelec.com.